101 câu chuyện. Hello, xin chào các em. Ngày hôm nay nha, chị có chuẩn bị là 4 quả trứng slam nè, rồi rất là nhiều hạt pom pom, cũng như là jam kẹo nè, jam dâu, băng keo hai mặt, băng keo trong, bút chì, kéo, gom, màu, một cái túi này nữa nha, một cái túi zip mini và hai tờ giấy A5 để chúng ta sẽ cùng nhau làm một cái sticker khổng lồ hình ly kem dâu. Đặc biệt nó còn có thể giúp cho chúng ta thư giãn nữa, tuyệt vời lắm, cùng bắt tay vào làm nha. Đầu tiên thì chị chỉ dùng một tờ giấy A5 thôi. Chị sẽ đặt cái túi zip này ở chính giữa, lùi về phía dưới này nha các bạn. Rồi chị sẽ đánh dấu nó bằng bút chì như thế này. Rồi sau khi đánh dấu xong thì chúng ta sẽ vẽ một cái ly trà sữa nha. Vẽ cái ly là có cái nó to hơn cái hình mà hồi nãy chúng ta đánh dấu đó các bạn. Ở phía trên của cái ly thì thường nó sẽ to hơn ha, ở phía đáy nó nhỏ hơn. Rồi ở phía trên này thì nó sẽ có là giống như kem đó các bạn. Đây là miệng ly nè. Rồi trên đây là cái lớp kem dâu xịt lên như thế này, như là bông tuyết vậy đó. Ở đây thì chị sẽ có cái bánh và cái ống hút để gắn vô trong cái ly trà sữa này. Và có kẹo rải ở trên kem là những cái hình tròn. Tiếp theo thì sẽ có một cái mứt dâu nha. Ở trên cái ly kem này chúng ta vẽ hình một cái trái dâu đơn giản thôi. Rồi chúng ta phân nó ra một nửa như thế này. Rồi các bạn chú ý nè, cái chỗ mà hồi nãy mình đánh dấu cái bịch đó thì mình sẽ vẽ theo cái hình ly trà sữa như thế này nha, không có vẽ to hơn mà mình sẽ vẽ nhỏ hơn. Thanh ngang này các bạn sẽ trang trí bằng những chiếc lá và một chú mèo méo méo dễ thương như thế này. Có lá xanh xanh lên cho nó dễ thương ha, và những viên kẹo nhỏ để trang trí nữa. Các bạn vẽ thêm một lần ở bên trong của cái ly trà sữa như thế này nè, để tạo nên giống như là cái độ bóng của cái ly á. Xong rồi ha, mình sẽ bôi bớt đi những cái nét dư. Sau đó chị sẽ dùng hai màu bút màu hồng để vẽ cái phần kem. Màu bút nhạt thì chị sẽ vẽ một nửa ở bên đây trước. Nhớ chừa những cái chấm tròn lại nha các bạn. Mình khoanh như thế này. Sau đó mình mới tô. Tô cẩn thận nha. Viền cho nó kỹ và chừa những cái chấm tròn lại để một hồi mình tô màu kẹo. Bên đây á, thì chúng ta sẽ dùng màu hồng nhưng mà là màu hồng đậm hơn. Chị dùng cái hộp màu pastel á các bạn, thì nó sẽ có đủ màu nha. Hồng đậm, hồng nhạt, vàng đậm, vàng nhạt. Để chúng ta vẽ nó dễ hơn á. Đây nè. Bây giờ chị cũng sẽ tô chừa trái dâu, chừa chấm tròn và tô cái viền qua lại giữa hai màu hồng. Nó sọc sọc ha. Xong rồi nè, rất là đẹp, nhìn dễ thương ha. Chị dùng bút màu hồng nhạt á, chị viền cái ống hút hay là cái bánh gì cũng được. Cái bánh ống đi các bạn, đây ha, cái bánh ống. Và chị sẽ lấy bút màu đậm để chị vẽ cái sọc của cái bánh ống. Dễ không? Rất là dễ luôn. Phần trái dâu thì dĩ nhiên mình sẽ dùng bút màu xanh lá đậm để chị tô cái phần cuốn lá, cuốn trái dâu. Còn trái dâu thì mình sẽ tô màu đỏ hết luôn nha các bạn. Đó. Chấm chấm lên nữa. Rồi bây giờ thì mình sẽ tô những cái viên kẹo này đủ màu hết luôn nha. Màu đỏ, màu xanh, màu vàng, rồi xanh dương. Rồi một hồi nữa màu trắng, màu tím luôn ha. Đây nè, ok, nhìn xinh rồi đó. Tiếp theo phần kem này các bạn nhớ vẽ phùng lên như thế này nha. Phần kem màu trắng ở phía dưới á. Còn cái miệng ly này á, thì chị sẽ tô là màu vàng cho nó nổi bật lên, nhìn màu rất là ngọt và rất là tươi tắn luôn. Rồi cái lá thì dĩ nhiên mình sẽ tô màu xanh lá. Tiếp theo thì các bạn tô cái con mèo này nè, mình sẽ dùng cái màu bút vàng nhạt nha. Những cái chấm tròn này á, thì chị sẽ tô là màu dâu, màu kẹo nè. Còn cái giống như là cái miếng ở ngang qua như thế này á, thì chị sẽ tô màu xanh dương. Các bạn cũng sẽ nhớ chú ý chừa cái vòng tròn con mèo và những chiếc lá ra ha. Vẽ thật là cẩn thận luôn nha. Đó. Dễ thương ha, nhìn màu lên nó rất là tươi và ngọt. Tiếp theo thì phần ly á, các bạn sẽ vẽ là màu tím nha. Màu tím đậm, có màu tím nhạt cũng được các bạn. Đó. Vẽ thật là cẩn thận nha. Đó, như thế này. Và các bạn sẽ
viền đều hết luôn. Chú ý rằng là vẽ cẩn thận để em thôi nó lem á, tại cái màu tím này nó rất là dễ bị lem. Nhìn cái ly trà sữa dễ thương quá ha. Ở ngoài mà ai bán cái ly này mình ăn chắc là ngon lắm. Rồi tiếp theo thì các bạn sẽ tô cái phần này là nó màu tím hết luôn nha. Này, tô cẩn thận nha, chị tô á cũng lâu lắm mới hết luôn á. Xong rồi nè. Và tiếp theo thì mình sẽ viền cái này các bạn. Nó viền ở bên ngoài á. Hồi nãy chị có nói là mình sẽ để cho nó có cái độ bóng của cái ly trà sữa á nha. Rồi nha. Có cái nét bút chì mình dễ vẽ ha. Chỗ này mình tô bằng màu màu chì á các bạn, cho nó tạo thành cái màu tím nhạt rất là dễ thương. Ở trên đây thì chị sẽ viền một ít màu vàng nhạt nha. Đây, nhìn cái kem nó giống như kem sầu riêng hay kem bơ đó, trộn chung vô hết nhìn nó rất là ngon luôn. Sau đó các bạn đặt cái tờ giấy A5 cho nó thật khít luôn rồi cắt ra. Đó, chồng hai cái lên cắt thì mình sẽ được hai cái hình. Tiếp theo mình sẽ cắt những cái ở chính giữa này nè. Đó. Rồi, bây giờ cái bịch á chị sẽ bỏ slam vô ha. Đây nè, là con gà thứ nhất nó có slam màu xanh kim tuyến. Tiếp theo sẽ là cái slam màu tím nè, dẻo ơi là dẻo luôn á nha. Đó, đặt vô và các bạn bóp bóp lặn lặn cho nó xuống từ từ. Như thế này. Rất là đã luôn. Con gà này thì nó sẽ đẻ ra cái slam màu đỏ. Mình sẽ chồng lên. Các bạn không có nhiều màu á thì các bạn bỏ một màu cũng được nha. Bỏ slam một màu cũng được. Ở đây chỉ có nhiều màu. Chị bỏ nhiều màu cho nó đẹp. Rồi xong rồi nè, quá trời luôn, dẹp vỏ trứng. Chị sẽ bỏ cái cham dâu ở dưới cùng luôn, như thế này. Rồi đến là cham kẹo. Rồi những cái pom pom nè, đó thì chị sẽ để ở phía trên nha. À, nó giống như là chân châu á, nhưng mà chân châu này là chân châu đủ màu hết luôn. Rồi mình sẽ bóp kính nó lại. Lật cái hình hồi nãy mình tô ra xong các bạn để nó lên. Dán nó lại nha, nhớ để cho nó đúng cái vị trí mà hồi nãy mình làm dấu rồi đó. Để cho nó như thế này nè, nó che được ha, nhìn nó đẹp lắm luôn á và bóp đã lắm. Rồi bây giờ thì chị sẽ đặt cái tấm màu trắng ở dưới và dán băng keo lên nha. Các bạn cứ dán băng keo thoải mái cho nó dư ra hai bên. Đó, cho nó dư ra nha, nhớ là phải cho nó dư cái viền hai bên. Nó cong mình cũng dán theo cong cong luôn nha. Sau đó các bạn sẽ lật ngược lại như thế này. Rồi chúng ta lại tiếp tục dán băng keo trong lên. Đó. Nó cũng hơi bị giống wixi hay là mochi nha các bạn. Cảm giác bóp cái slam á nó rất là đã luôn á. Rồi. Ok, đẹp quá. Và bây giờ thì chị sẽ cắt những cái này ra nha. Bum bum. Đây. Đó. Nè, đó, cắt chừa một miếng như thế này cho nó dính lại các bạn. Đó, như thế này nè, nhìn rất là xinh ha, giống một ly trà sữa chưa? Đẹp ơi là đẹp luôn. Đặc biệt có thể bóp 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 này rất là thư giãn mà đã tay. Tiếp theo chị sẽ dán băng keo hai mặt ở phía sau để thành một cái sticker ly kem dâu khổng lồ ha. Dán vô rồi thì mình chỉ cần tháo cái băng keo này ra và các bạn sẽ dán cái sticker khổng lồ này để trang trí ở đâu đó nha. Có thể trang trí ở bàn học, ở trên đầu giường. Ở đây chị dán trên cái tủ lạnh nè. Dễ thương không? Đó, bóp bóp nha, đi qua đi lại bóp bóp cũng khá là dễ thương. Sau đó thì mình không thích thì mình sẽ tháo đi. Và bây giờ chị sẽ dán lên trên cái ba lô để đi học. Wow, thật là đẹp ha. Rồi, các bạn thích dán đâu cũng được nha. Còn video thì kết thúc rồi đó. Hy vọng rằng các bạn sẽ thích cái ly trà sữa khổng lồ này, cái sticker khổng lồ này nha. Còn và đừng quên cho chị là một like và đăng ký thành viên kênh. Bóp rất là đã luôn á. Ngoài là việc trang trí nó còn giúp cho các bạn thư giãn nữa. Cách làm cũng rất là đơn giản nữa ha. Yêu các bạn nhiều, chúc các bạn làm thành công nha. Đừng quên cho chị một like. Yêu các bạn nhiều. Bye bye. Hẹn gặp lại ở video sau ha.